kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục trình bày quý vị và các bạn những cái nội dung liên quan tới cái phần video boss và trong đó chúng ta sẽ đề cập tới một cái phần mà chúng ta gọi đó là những cái hiệu ứng ống kính. Thế thì cái nội dung trong ngày hôm nay mà chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong những cái phần bài trước đó chính là cái phần video boss và tôi cũng đã trình bày quý vị và các bạn trong phần bài vừa rồi. Tức là chúng ta làm những cái tiến trình ở trong cái bộ gọi là bộ biên tập của xử lý hậu kỳ video boss. Bây giờ tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng À, xoay sang cái phần mềm 3DS bắt phiên bản chính để chúng ta thực hiện các cái uh, tìm hiểu về cái bộ video bot này. quý vị các bạn thấy ở trong cái phần bài trước ở trên màn hình của chúng ta đó chính là cái uh, những cái tiến trình mà chúng chúng ta đã phối hợp tương đối là phức tạp từ hai cái camera. ở trên này nè quý vị các bạn thấy này chúng ta có cái um, đầu tiên chúng ta thấy ở trên hàng trên cùng tức là queue tức cái hàng đợi của nó tức là cái tiến trình của nó chúng ta thấy toàn bộ cái tiến trình này để cho quý vị các bạn dễ quan sát thì tôi có thể phóng lớn cái cửa sổ video bot này chúng ta để chúng ta nhìn nó toàn toàn cục thì trong cái cảnh này đó quý vị các bạn thấy nè cái hàng đợi của chúng ta nó xử lý từ 0 cho đến 200 frame và sau đó thì quý vị các bạn thấy chúng ta có bố trí ở đây là hai cái camera nhưng mà để thực hiện cái quá trình này thì chúng ta thấy là tôi thêm vào đây một cái hiệu ứng tức là chúng ta làm chuyển làm rõ cái cảnh đó hay là mờ cái cảnh đó đi gọi là chúng ta gọi là fast thì ở chỗ này đó quý vị các bạn thấy bấm vào camera một cái hiệu ứng này nó cũng xảy ra dành cho cái camera một từ cái chuyện là chúng ta uh, thấy cái camera nó đi từ cái cái hình ban đầu là chúng ta không thấy cái hình này đến khi nó rõ cái hình đó là do chúng ta dùng cái phát in hay fast out ở chỗ này thì quý vị các bạn muốn nhìn thấy được chuyện đó thì chúng ta di chuột lên phía trên này nè chúng ta nhìn vào cái edit current event chúng ta kích chuột vào đó thì trên chỗ này nè quý vị các bạn có thể nhìn lại ha, à, là chúng ta thấy cái camera một này nó đang thực hiện cái đoạn từ không cho đến khoảng là cái sin thứ 40 mươi ở đây chúng ta cũng thấy video bot parameter vân vân thì bây giờ đó ở trong cái phần phát này nè quý vị các bạn click chuột lên cái phần phát ở trên chúng ta xem lại cái thông số đó thì tôi sẽ thực hiện lại cái chuyện này một cách đơn giản chúng ta click vào đó thì quý vị các bạn cũng nhìn thấy ở trong cái trên cái hộp thoại tên là Edit Filter Event thì chúng ta click vào cái phần Setup chúng ta muốn coi lại thông số của nó và cũng như là cái tiến trình cái hiệu ứng này nó xảy ra ở trong cái frame từ cái frame nào tới frame nào thì quý vị các bạn thấy nè cái video bot đó nó bắt đầu từ cái frame 0 và cuối kết thúc bằng ở cái frame 40 và tương ứng với lại cái camera số 1 thì chúng ta bấm vào setup ở đây chúng ta thấy nó đang là fade in thì quý vị các bạn cũng có thể quan sát lại tất cả những thông số đó ở đây và thậm chí là chúng ta cũng có thể lưu lại cái những cái sự kiện mà chúng ta những cái sự kiện mà chúng ta thực hiện ở trong cái phần video bot này để chúng ta sử dụng trong những cái phần bài sau thì chúng ta thấy lần lượt trong đó chúng ta cũng thấy một cái hiệu ứng khác là crossfade transition ở chỗ này thì quý vị các bạn thấy là hai cái camera này nó chuyển cảnh cho nhau thì lát nữa chúng ta sẽ xem lại ở trong phần bài trước chúng ta đã làm gì đối với lại cái cái video bot mà chúng ta thực hiện ở đây những tiến trình mà chúng ta thực hiện ở đây. Thì quý vị các bạn cũng thấy cuối cùng là cái kết quả là chúng ta thấy là cái tập tin mà chúng ta xuất ra kết xuất đó chính là cái tập tin htv.avi ở chỗ này. Đó. Thì cái phần mở rộng đó chúng ta cũng quan sát lại, chúng ta xem lại. Ở đây, tôi bảo quý vị các bạn xem lại phần đó. Thế chúng ta nhìn thấy cái cảnh của chúng ta ngay từ đầu là từ cái... chúng ta thấy trên màn hình đó, nó có sự chuyển cảnh giữa hai cái camera đối với nhau và kết thúc. Đó vì các bạn thấy nó lặp đi lặp lại liên tục tức là khi bắt đầu cảnh thì chúng ta sẽ không thấy được cái hình đó nhưng mà để mà tôi minh họa với quý vị các bạn à, những cái tiện lợi cái tiện ích ở trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng video bot thì quý vị các bạn thấy là tôi đóng cái cửa sổ này lại và bây giờ đó chúng ta cũng sẽ lưu lại à, cái tiến trình này à, chúng ta lưu lại cái video bot đó chẳng hạn đó thì quý vị các bạn thấy là cái phần chúng ta có thể đặt tên của nó Thí dụ như tôi đặt tên nó là htv phần mở rộng của nó là VBS chẳng hạn đó thì chúng quý vị các bạn thấy là tôi siêu cái kết quả đó lại và bây giờ tôi đóng luôn cái cửa sổ video bot chúng ta sẽ tiến hành làm một cái cảnh mới bằng cách là quý vị các bạn thấy tôi sẽ tạo một cái cảnh hoặc cảnh đơn giản để minh họa cái tiến trình tức là quý vị các bạn thấy là trong khi chúng ta làm một cái hoạt cảnh tương đối là phức tạp thì chúng ta có thể render chúng ta kết xuất một số cái đoạn trong cái thông bổ toàn bộ cái cảnh đó mà ví dụ như cái cái đoạn hoạt cảnh đó của chúng ta nó dài khoảng chừng một ngàn frame thì quý vị các bạn có thể là ngày hôm nay chúng ta render khoảng chừng 100 frame sau đó chúng ta lại tiếp tục render thành những clip riêng biệt sau đó chúng ta nối kết lại bằng video bot thậm chí là quý vị các bạn có thể sử dụng video bot ở chỗ này để chúng ta đưa từ nhiều cái hình tĩnh khác nhau giống như phần bài trước tôi đã đề trình bày đó rồi chúng ta có thể tạo thành một cái hoạt cảnh từ các hình tĩnh khác nhau giống như là phim hoạt hình vậy Bây giờ tôi sẽ làm một cái đoạn rất là đơn giản để cho quý vị quan sát. Bây giờ tôi di chuột lên trên cái trình đơn file ở đây. Tôi click vào file và tôi chọn reset. À, và như vậy thì chúng ta trả lời ở đây nè, trên cái hộp thoại này chúng ta cũng biết à, cái những cái câu hỏi rất là quen thuộc của cái phần mềm 3 Chúng ta sẽ lưu lại những cái thay đổi mà chúng ta mới vừa làm xong. Và chúng ta click Z để khẳng định rằng chúng ta thật sự muốn tái lập tất cả những thông số ở đó. Trong trường hợp này đó quý vị các bạn thấy nè, tôi làm những cái hoạt cảnh đơn giản bằng cách là tôi di chuột lên trên cái bảng comment panel bảng lệnh bên này. Tôi có thể dựng một số đối tượng bất kỳ. Đó. tôi dựng một số đối tượng bất kỳ ở đây để quý vị các bạn dễ quan sát. Đó. Giả sử trong cái cảnh đầu tiên này á, tôi dành cho cái camera số 1. Và bây giờ thí dụ như là quý vị các bạn thấy là tôi có thể bố trí vào đây một số cái đường dẫn đơn giản. Chuyện này cũng đã quen thuộc cho nên là quý vị các bạn thấy là tôi làm khá nhanh tôi click vào đây thí dụ như trong trường hợp này là tôi có thể chọn vào like chẳng hạn ở trên cái hay là tôi vẽ cái vòng tròn cũng được nhưng mà trong trường hợp này tôi vẽ một cái đường like để làm cái đường dẫn cho cái cái target của cái camera đó ở đây đó và chúng ta lại tiếp tục vẽ cái đường dẫn cho cái camera đó và chuyện này quý vị các bạn bố trí camera vào đó hoặc là trong trong trường hợp này đó chúng ta click chuột qua cái vùng nhìn front phía trước và chuyện này quý vị các bạn cũng đã quen rồi cho nên tôi thực hiện rất là nhanh tôi di chuột lên cái bảng lệnh ở trên cái thanh công cụ toolbar trên nè tôi click vào đó và chúng ta sẽ chọn hai cái đường line ở đây chúng ta giữ phím control từ bàn phím và chúng ta chọn hai cái đường line không và 02. sau đó chúng ta select như vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái đối tượng của chúng ta bây giờ tôi cái cực đại hóa cái dùng nhìn gọi là dùng nhìn trước dùng nhìn front đó vì các bạn thấy là hai cái đối tượng đường dẫn của chúng ta nó đang ở cái màu trắng như thế này bây giờ tôi di chuột lên phía trên trên cái bảng lệnh cái công, thanh công cụ phía trên nè tôi chọn select and move đó. Chuyện này quý vị các bạn rất là quen thuộc rồi Cho nên chúng ta làm một cách đơn giản thôi Dù trong trường hợp này tôi có thể chọn lại đối tượng đó bằng cách Là chúng ta thấy rằng cái đối tượng của chúng ta Do tôi không có khóa Cái từ bàn phím đó Quý vị các bạn thấy ở cái vị trí trỏ chuột nè Chúng ta biết chuyện này rồi Chúng ta có thể chọn cái Chúng ta selection lock toggle ở chỗ này nè Nếu mà chúng ta muốn là nếu có nhiều đối tượng như thế Thì quý vị các bạn cũng đã biết trong cái phần 3 Fit Và 3DS Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể khóa đây hoặc là chúng ta gõ cái phím dài nhất trên bàn phím chúng ta là space bar để chúng ta khóa cái sự lựa chọn đó do tôi không chọn cho nên không khóa nó cho nên là lúc này chúng ta phải chọn lại chúng ta chọn vào cái chọn đối tượng theo tên đó và chúng ta có thể là bấm chuột và di dời nó lên đây bây giờ tôi sẽ gán camera vào đây tôi sẽ làm một cái cảnh tương tự giống như vậy quý vị các bạn xem ở cái cái camera của chúng ta thí dụ như trong trường hợp này là tôi chọn tổ hợp phím internet tay và tôi sẽ gắn camera vào trong cái vùng nhìn dùng nhìn top đó chúng ta làm chuyện này trong bài trước cũng khá quen rồi bây giờ tôi lít vào cái camera đây đó lít vào camera và quý vị các bạn chọn cái phần gọi là target. chúng ta lít vào target và bây giờ chúng ta sẽ bố trí cái camera của chúng ta vào đây và quý vị các bạn cũng sẽ thấy rằng tôi sẽ ràng buộc các cái đường dẫn đối tượng vào trong cái đường dẫn ở đây bằng cách là chúng ta di chuột lên một cái trình đơn khá quen thuộc đối với chúng ta tức là ở cái phần gọi là animation quý vị các bạn thấy này ở chỗ này là chúng ta chọn từ đầu đến giờ chúng ta vẫn chọn các cái đối tượng đơn giản thôi chúng ta chọn các cái công cụ ví dụ như trong trường hợp này là pass constraint ràng buộc vào cái đường dẫn chúng ta còn nhiều cái con trên khác nữa nhưng mà trong cái phần bài tập thì quý vị các bạn sẽ lần lượt tìm hiểu những cái đối tượng đó những cái lệnh này chúng ta click vào cái phần pass constraint ở đây và bây giờ chúng ta tiếp tục ràng buộc nó là chúng ta làm điều tương tự cho cái tác kết ở chỗ này. Quý vị các bạn thấy rằng ở trong cái phần bài cho đến chỗ này đó thì chúng ta thấy nó để để mà làm động cho cái đối tượng một cách đơn giản thì chúng ta cứ dùng pass control chúng ta thay đổi đó. Nhưng mà trong thực tế khi mà chúng ta diễn họa thì cũng nó cũng gần như là chúng ta thấy cái đối tượng chúng ta nên cho đối tượng nó thay đổi còn cái camera đứng yên nhưng trong trường hợp này đó quý vị các bạn thấy là tôi dịch chuyển cái camera và tôi cho đối tượng đứng yên thì chúng ta làm cái điều, hai cái hiệu ứng đó cũng gần như là tương tự thôi. Bây giờ đó, thì chúng ta sẽ uh, kết xuất cái đoạn phim này để chúng ta lưu lại thành một cái đoạn clip. Ở trên cái cảnh này nè quý vị, các bạn thấy ở đây, tôi phóng lớn cái dùng nhìn Perfectly ở đây. Và chúng ta chuyển nó thành cái dùng nhìn của, uh, chúng ta click chuột phải và chữ Perfectly ở đây nè, chúng ta chọn View và chọn thành chuyển thành dùng nhìn của camera 1. Đó. Bây giờ đó, quý vị các bạn xem là tôi kết xuất cái kết quả này ra như thế nào, chúng ta click vào rendering ở đây nè. Và chúng ta chọn vào cái phần render. Ta click vào render. Quý vị các bạn có thể chọn là giả sử là trong trường hợp này đó là tôi cho là tôi chọn cái cái range của chúng ta từ 0 cho đến 100. Đó chúng ta chọn là cái số khung cái, 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 số khung hình của chúng ta hay cái khoảng grain ở chỗ này là từ 0 cho đến 100 chúng ta chọn kích thước cái hình chẳng hạn vân vân cái chuyện đó và quý vị các bạn thấy là trên cái hộp thoại này nè chúng ta chọn cái phần render output tức là chúng ta kết xuất nó thành một cái file chúng ta lưu được cái tập tin để chúng ta thực hiện tiếp ở phần sau chúng ta click vào file ở chỗ này và quý vị các bạn thấy là tôi chọn cái phần gọi là avi phần mở rộng như thế và dạ, bây giờ tôi chọn vào đúng cái vị trí nào mà tôi cần muốn lưu cái tập tin đó ví dụ như là tôi lưu trên ổ c chẳng hạn thì trong trường hợp này quý vị các bạn thấy là tôi đặt tên đó là tập tin có cái phần tên ở phía trước là số 1 và cái phần mở rộng là api chỗ này và tật click Save. sau đó chúng ta click ok và chúng ta click render để nhìn cái kết quả đó kết xuất ra như thế nào quý vị các bạn thấy trên cái cửa sổ này là cái phần mềm của chúng ta đó 3 ds max kết xuất xong 100 trăm rất là nhanh như vậy thì chúng ta đã có được cái đoạn clip số 1 và tôi sẽ làm cái đoạn, điều tương tự cho cái đoạn clip số 2 Thì trong cái đoạn clip số 2 này tôi sẽ không giải thích nhiều Quý vị các bạn thấy là chúng ta sẽ làm một cái đoạn clip giống như vậy nữa Nhưng mà nhanh chóng, rất là nhanh chóng Bằng cách là chúng ta sẽ lưu lại cái cảnh này Giờ chúng ta chỉ cần đổi các đối tượng để chúng ta phân biệt thôi à, Quý vị các bạn xem nha Tôi đóng lại cái hợp đoại render scene ở chỗ này đó Và bây giờ đó Quý vị các bạn thấy nè tôi chuyển sang một cái vùng nhìn nào đó Tôi click vào, tôi chọn cái tổ hợp phím là ATDF ở đây đó. Bây giờ tôi sẽ chọn vào trình đơn file ở trên này và tôi save cái cảnh mà chúng ta có ở đây. Lát nữa chúng ta chỉ đổi đối tượng thôi, chúng ta click vào save và chúng ta sẽ đặt tên cho nó ở chỗ đặt tên lại một cái tên mới và chúng ta lưu cái tập tin đó vào vị trí mà chúng ta muốn. Ví dụ như trong trường hợp này tôi lưu nó là cái tập tin là đặt tên nó là chẳng hạn là tôi đặt nó là số 2, cái phần mở rộng là max và chúng ta click vào save ở đây. Sau đó chúng ta mới đi chọn từng đối tượng ở đây. Chúng ta delete hết tất cả những đối tượng mà chúng ta thấy xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ tôi sẽ bố trí đối tượng vào đó bằng đối tượng khác để chúng ta phân biệt cái cảnh. Chúng ta click vào cái trình đơn, cái bản lệnh Command Panel bên này nè. Chúng ta chọn vào cái phần Geometry ở cái trang...